4KH1 nhá. Đây, lòng 95 ly vòng tua 3002 mã lực 100 PS. Bán cho em dài đây, đổ đây em ơi. Bán cho em dài cạnh nhà luôn. Đéo tự tin hay là mày thấy anh bán rẻ quá mày sợ. Còn mày vào đúng cái hôm mà anh thích anh bán hàng, chứ còn nếu mà không thì sợ không anh bán. Rẻ quá cũng mày tin rồi. Đấy, bán cho thợ thì chỉ có lỗ 1 phút 20 giây thôi anh em ạ. Quá ok cho một con hàng siêu phẩm 4KH nhá. Máy còn nguyên hết. Đây, máy này em còn chưa làm phun dầu đâu anh em ạ. À, máy nó còn có giáp trước cơ này. Máy lốc đen xì nguyên zin hết. Tính này, mày lấy cho nó một cái ấy, cái ốp ấy. Đây, tất cả nguyên zin này, ok hết là anh em này. Chưa phun dầu vào, em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em nào xem được video ấy, mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Xem nó có đẹp tiếng nổ thì chất lờ anh em ạ. Xem nó đẹp đúng như là em nói không nhá anh em nhá. Anh nào đang có nhu cầu mua máy này về đóng ghe xuồng này, máy hút động cơ hút cát này, hay bất kể cái công việc gì như là chế cháo vào máy phát điện, máy thủy hay là tàu thuyền ra biển đánh cá, máy xe tải, bất kỳ cái loại nào, công việc gì anh em chỉ cần gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp chất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Và đặc biệt là nếu mà máy móc của anh em mà hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả con máy ấy. Đấy, trong cái dãy đấy anh em mà cần mua cái đồ gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác nhá, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi cái món đồ mà mình muốn mua qua Zalo cho em nhá. Em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì có những cái món đồ nó rất là độc anh em ạ. À, xung quanh anh em hoặc là những cái chỗ anh em cửa hàng đồ mới đồ cũ của anh em không có. Anh em toàn phải điện ra cho em thôi. Mà bán cái đồ vật nó cũng trả lời lãi bao tiền đâu anh em ạ. Nó chỉ em để giúp đỡ anh em là chính thôi. Sau này nếu mà anh em có nhu cầu hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ ủng hộ cho mình. Cái điều đấy là điều mình sẽ được. Vì thế mà lúc nào em cũng sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Và một điều nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng nhá, phải tìm chỗ uy tín để mua nhá anh em nhá. Đừng có mua những cái chỗ đó người ta làm ăn không uy tín rồi bị mất tiền cọc nhiều lắm. Đấy. Như vậy là cái đơn hàng con máy Isuzu 4KH1 cho anh em, cho ông em dai ở gần nhà đã xong nhá. Chúc cho em mua máy của anh về sớm bán kiếm tiếp. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và ủng hộ nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bến mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá.